Xin chào tất cả mọi người. Mọi người hôm nay thì công việc của bố mình là làm xong xuôi đầu đuôi hết rồi này. Thì thực sự lần này về Việt Nam ấy thì mình trước khi về thì mình có một cái dự định nho nhỏ thôi, cũng không có to tác gì. Mình có hỏi mẹ mình là trong cái làng mình ở đúng không ạ, trong xóm mình thì có những hộ gia đình mà khó khăn ấy, thì mình cũng muốn gọi là giúp đỡ một chút quà nho nhỏ. Em có quay chị đâu? Em quay mặt em. Chị Nguyệt cứ tưởng quay chị Nguyệt vẫy tay. Nên là có một chút quà nho nhỏ gọi là biếu mấy cụ già ở trong xóm, trong thôn mình sống ấy, ai mà khó khăn mọi người. Thì thực sự là mình có nói rồi, mình thì cũng không phải là cái dạng giàu có gì, anh chị em mình thì cực kỳ là khó khăn, thế nhưng mà nói chung là mình có sức khỏe đó, thì cũng hơn là rất nhiều người. Giờ là lần này về Việt Nam thì cũng là làm việc cho bố, mà lại tranh thủ là muốn giúp đỡ một mấy cụ thôi. Cho nên bây giờ mình đang nhờ mẹ mình hỏi, mình thì đi lâu mình không biết đâu, hỏi mẹ. Thế là bà bảo có mấy bác thì bác đang nhờ mẹ mình đi cùng để có một chút quà nho nhỏ biếu ông bà thôi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi nha mọi người. Đây là quê nhà mình thì vẫn còn giàu thì cũng có, nhưng mà người nghèo thì cũng rất là nhiều luôn. Xa xôi thì mình không có dám nghĩ, thế nhưng mà quanh làng mình thì mình nghĩ là nó vừa với cái khả năng của mình ấy. Đây là một bịch bánh cái đấy sữa mọi người, tại vì cô ở gần nhà thì cô cũng có tuổi rồi. Đây là một phòng mì nho nhỏ để vào đây, xong rồi đang đợi mẹ mình chuẩn bị ở bên trong, xong rồi mình đi cùng với mẹ nha mọi người. Chị mẹ đâu mẹ? Đang đợi mẹ. Mẹ ơi, cô này thì cô ngay bên cạnh nhà mình mọi người, suốt ngày gọi là sang ăn cơm cùng với bà, cho nên là quý lắm, tốt lắm. Thỉnh thoảng không có cô ấy là bà cũng buồn ấy, cho nên là đến nhà cô đầu tiên mẹ lại gần, sợ cô ấy lại bận đi làm ra rồi mà vẫn lao động mọi người. Bây giờ mẹ đã chuẩn bị xong, hai mẹ con mình đi. Mẹ nắng rồi mẹ đội mũ này. Mình về đây toán đi dép lê mọi người ơi, cực kỳ thoải mái luôn. Tại vì mang có mỗi đôi giày thể thao thôi. Mẹ ơi, mẹ nước có quả nào ăn được không? Mẹ non nè mọi người, tí nữa xin cô mấy quả thì chấm muối. Ôi, chào cô ăn cơm chưa? Đã ăn cơm rồi. Mắt mũi thế nào? Cô khỏe không? Bắt tay cho cái nào. Có nhớ cháu nữa nào? Mẹ Nghệ An nha. Nga Nghệ An đúng không? Nga ngoan ngoan. Cứ biết là ở Hàn Quốc. Hàn Quốc. Chỉ biết là ở Hàn Quốc rồi cô không nhớ, tại vì hồi nhỏ mình có ai đến là cô chưa. Cô ơi, cháu về đây thì cũng không có quà các gì, cho nên có một mấy quà gọi là biếu cô. Cô cảm ơn mẹ cháu, các cháu. Cực thần cô khóc á. Ôi khóc mọi người. Gì? Tội nghiệp có mỗi mình thôi cô, có mỗi mình cô thôi. Ai mà nói cô có một mình hả? Không có con. Vậy cô ấy, mỗi mình nói chung là cũng tội đó mọi người ơi. Thỉnh thẳng than cơ mẹ cháu, hai bà cho nó vậy. Đây cháu biếu cô. Bà nhưng mà con nhiều cháu biếu nhiều thế, nhưng mà cháu cũng chỉ có thế này thôi cháu biếu cô. Ôi cô xin cô cháu cô là khỏe mạnh. Lần sau cháu về là phải còn mấy lần nữa. Cháu quan tâm lắm cô. Vâng. Thế cô ở đây mỗi trò này thôi à? Ăn ngủ ở đây luôn. Vâng. Nhà cô ấy bé lắm mọi người, có mỗi cái gian nhỏ nhỏ này, còn đây là ban thờ này. Đấy, ban thờ này. Ban thờ thôi. Bây giờ là đây mái nhà cô đây. Thực sự là theo đây. Cô có chết cô cũng phải nhớ ơn các giải. Thế cô nói thế cô phải chục năm nữa. Cô này, vâng. Thế tình hình là thế này, cháu xin mấy quả me cho. Mẹ của nó yếu. À, thế à? Thôi, vâng, vâng. Không phải, mẹ của mẹ tí mình xin. Dạ vâng. Thế thôi, cháu cảm ơn cô nhá. Vâng. Cháu là cháu xem cam, cháu thấy là cô là rất hay ngồi ăn cơm với mẹ cháu. Hai bà cháu đỡ buồn. Tí nữa, cháu bảo với Nhi ngay cho. Vâng. Ấy, đúng quá. Ui, chết rồi. Đây quạt cái ngoan đổ vào đây. Con nhỏ mình đang định đi ra ngoài xách cho ra một tí mà ai. Con nhỏ này cứ lại động quạt rồi hết đặt đôi ra nè. Vâng. Còn ra còn chờ rồi. Cái lương đã được nhá. Nó cứ phải không cần. Vâng. Thế. Rồi chịu khó ăn uống cho nó khỏe cô ạ. Ừ. Bây giờ có tuổi rồi ăn. Bà cô bé tí. Ở
mà cái này nó còn sửa chữa nhiều, chấp vá, không có điều kiện kinh tế, mỗi lần làm chỉ làm nó có một tí thôi. Công trình vụ đấy là gì? Đây là nhà vệ sinh mọi người ơi. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nhưng mà mình gọi là công trình vụ thế nhưng mà chẳng có gì cả. Đấy có thế này thôi này. Chỉ có chỗ tắm với chỗ để đi đái thôi chứ còn đi ở thì này không có chỗ. Chứ tôi mẹ lên YouTube bạn này nói. Bây giờ mình với mẹ mình đến nhà bác thứ hai, mọi người cũng gần làng nhà mình đây. Đi có mấy bước à. À đi cái chỗ nhà chồng Hàn Quốc này. À đây là Hàn Quốc này. Ừ, không biết nó. Ừ, cháu mới. Cháu ở nhà. Ngồi đây chứ. Trời ơi, cháu tìm chồng mà nè. Đang bữa nay con này không về mà này. Có về, đây, 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 giờ cho con này. Này, cho nó khác, không đúng con này này. Thế rồi, cháu sinh nhất nhà phải không? Mày khác mấy nhà rồi. Sao thậm chí cháu về là nhà bác cho bác. Ở mình dân nhận được mà không ai ngành về có gần. Bà Mỹ đang thương ngại mà bố giờ cũng thế này. Nhưng lần trước cho về bác ăn khỏe đợt này. Bao giờ ra ông ký ông ấy. Hai bữa đấy bác rồi nè. Bác bảo mời đấy. Cái con này nó đang đang cứ bấm nhận được. Cháu mới về cho nên là cũng chẳng có quà cáp gì nhiều. Biếu hai bác cho nên cháu không gọi là bác ăn sáng. Thế bà xin đồng ăn sáng để bà cảm ơn. Ừ. Nhận ra cháu vui. Ngày hồi lúc gái mặt nó tròn xoe giờ nó khác. Hôm rồi. Hồi gái mặt tròn xoe sao mới cho. Cho mày vào tao đã nhận được cái kia. Vâng. Nó lên trở về tốn chưa? Chưa. Thế hôm nay có việc nhà bố cháu lại không lên được. Tốn chưa nên nó ngồi tìm dấu tìm cọng. Thế ở bệnh viện đấy cũng hoàn cảnh khó khăn lắm. Bệnh tật các thứ xong rồi. Bác thì là bác đi thôi. Xong lại về. Đấy cái ngày mà đúng hôm bố cháu mất là không nói được. Tôi nằm nói kìa. Đi bệnh gì hả? Lú ra cái đôi. Mà giờ cứ thế này rồi. Chẳng chưa biết cái giờ không cấy cày được, không làm thì chẳng đan nát thì cứ ngồi như thế. Ngày xưa ở quê mình thì có cái nghề đan nát ấy. Cái nghề đấy là cái nghề thu nhập chính. Ôi giời ơi, tao với bố mày đan thì thôi rồi. Đấy, bác còn nhớ ngày xưa ở với bố. Toán nên mua tre về xong rồi đan. Nghèo quá nhỉ? Nên mẹ mày hai người cũng khổ đói. Mà tao cũng đói khổ, hai chị em bảo bây giờ luôn nghĩ khổ. Đấy, đông con bố đấy, mày thì nhanh nhẹn hoạt bát, việc gì cũng làm chứ mà vâng. Khổ thân quá, tao bảo lúc nhờ lại con thì lại không còn. Vâng. Nghèo khó, bây giờ con cái có chút lộc thì lại bà không phải có còn nhớ cái vải không nhỉ? Có. Thế thôi giờ cháu gặp bác cái này là ấy thôi. Lần sau cháu về là mong rồi đó. Vì chẳng biết còn hay không nhỉ? Ôi giời, bác nói thế. Rồi, con cháu về đây, con cháu bác nhé. Cảm ơn nhé. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Con về đi. Dạ vâng. Bà đi. Ngày xưa hay lên cùng bố mình ấy nhỉ? Trẻ đang làm. Đang cái dựa cái nghề này là cái nghề gọi là đan rổ giá, có ai biết không? Đan rổ giá người ta ít dùng đồ nhựa mà cái đan thành rổ giá với cái nghề đấy nó nghèo ấy là nghèo cơ. Đang chuẩn bị đi cước mạ. Hai ông bà yếu rồi mà. Chỗ này là cũng đang sửa nhà nhưng mà nhà nước người ta trợ cấp mọi người, tại vì không có nhà ở luôn. Cái chỗ này thì cũng lẹt xẹp ở đây, chỉ có thế này thôi. Bác là bác. Bác đang làm gì đấy? Vâng. Ông ấy ăn đi. Ăn thêm chiếc cơm. Đây chỗ này thôi. Cái ghế trong cái bát cơm muộn này. Không phải ghế đâu. Cháu mới về thôi nên không có quà khác gì đây. Thấy bác có hoàn cảnh khó khăn cho nên đây. Đúng rồi. Vậy thôi. Chẳng có gì nhiều đây, mong hai bác nhận cháu. Bác có lời nào muốn nói không? Thì chỉ biết cảm ơn thôi, chả biết. Vâng. Tại vì mấy bác ở quê là cũng không có ăn nói gọi là ấy. Nên bác cũng cảm ơn, khổ cháu chẳng có gì nhiều. À, chị cái này ơi. Cái này nồi gang ngày xưa. Cái này thật sự là cái nồi này nhiều như này này. Là cái thời mà nhà mình cái này mình nhỏ là đã dùng này rất là nghèo khó luôn, nhà mình cũng nghèo khó. Có cái này mới thế là về làm nhà làm xong rồi đã. Vâng. Mới được cái bạc thì đi mua cùng mà cối. Nón của bác em nón này rách hết rồi. Vừa đấy nó quay ra. Vừa đấy nó không rồi, mua mấy. Có cái nón này thế này nữa. Chết rồi. Nón đi đại. Nón rồi bao nhiêu năm rồi. Vứt đi nhưng mà ông cứ bột thôi. Để đấy, vứt đi thì tiếc. Khổ nón rách thì vẫn tiếc.
tiền thì cắt lỗ thôi. Bác này bây giờ cắt tay. Ừ. Mẹ đang bảo là người ta thì người ta sẽ cắt bằng máy. Bây giờ người ta toàn làm máy thế nhỉ? Không có tiền. Nhưng mà tiền không có, không có tiền trả cho nên là toàn cắt bằng tay. Cắt bằng tay là cái thời mà mình còn nhỏ đấy. Ừ. Còn nhỏ mới cắt bằng thời bây giờ. Cắt máy là toàn cắt bằng tay xong về đập nhỉ? Đập này á, đập đá. Ừ, đập đá này. Năm ngoái toàn đập thôi, năm nay không biết là cô đập không biết. Còn bây giờ là một trường học đặc biệt. Nghèo rớt mồng tơi. Mẹ đi vào. Mẹ biết nhà này không? Bây giờ mời mọi người theo chân mình này. Đấy, mở cửa. Đây, hộ này thì cũng nghèo lắm. Đây, hẳn gọi là hai con xe đạp. Đấy, Đấy, đây là đây, đây. Đây là thằng cháu gọi bằng bà Ngoan. Đây là hộ hộ nghèo chứ mọi người. Nhà con không nghèo không? Ừ. Ừ, không nghèo. Bật điện cho má bên nào. Bật có điện nhé. Bật điện lúc nào? Bật điện nhé. Mình trêu thôi mọi người ơi. Bật điện cho. Nó tối này. Đây bật là nhà chị gái lên đang đi đường thì gặp chị mình bảo là lâu gặp không đến nhà chị. Bé ngủ. Ủa mẹ là chị Nguyên, chị khá giả này như. Ừ. Ôi giời, đây là chị Cả nhá. Chị Cả mà có ông anh rể rất là chịu khó luôn. Ô chị ăn sạch nhé. Thế có nhận phong bì không? Có chứ. Nhà sạch sẽ thế, mà ngang họ ngủ đây đấy. Ở đâu ngang họ trong phòng. Thế á, trong phòng à? Chị ăn qua xem chỗ này này. Xem phòng nhà chị Duyên có sạch tâm có rộng không? Úi dồi. Đấy mà nhận phong bì thì chị đúng là không có tí lương tâm nào. Úi dồi, tivi to. Mỗi tổ ụt. Anh em lại đi treo đây. Điện không đâu rồi, ấy kia. Điện không em kéo ra đâu. Ôi, có cả đông gân ha. Ôi giời ơi. Đây là bức ảnh gia đình cái năm đợt trước ấy. Đợt cuối cùng về này. Năm chị em. Mình ở giữa đây, chị Ngân này, à, Nguyệt này đấy, đấy à? Ngoan này, Nga, Nguyên này. Còn đây là đông gân, Minh Chu, ngồi bà ngoại, đẹp chưa? Chị ơi, cái ảnh nó hoành tráng cái này mà chị này để ở trong đây à? Đây mà đây, một lần treo đây nhưng hôm nọ thôi. Nhưng mà treo là ai? Ai để thế này? Đây, nó treo đây mà. Ui giời ơi. Còn rượu sâm đây á. Rượu đấy là đinh nam của sâm đâu nhỉ? À, sâm đâu? Sâm đấy là sâm. Nhìn phát sâm lên, sâm của gì ngoan gì nữa. Ừ. Ôi dồi ôi, hai bình rắn sâm. Chắc mấy ông banh rẻ đây, mình sâm. Gì nữa này? Đinh nam. Đinh nam mà ông Quân biết uống rượu không? Không. Ôi dồi, không biết uống rượu mà có 4 bình mọi người ơi. Ngâm sơ này mà nhìn thấy ông xô mà nhìn thấy thì nó là sạch nhẹ nhà chị Ngân sạch sẽ nhỉ. Đợt trước này là không mấy ngày này đám không lau không dọn thế á, không lau dọn sạch này. Thế ông mặc còn là trước ông đây mát không đây chồng có đây à, chồng có nó chưa không lẫn ở đây à, chưa nhà bà Nguyên sạch thế. Mình đang đi qua thì mình tạt vào thôi chứ nhà chị Nguyên thì không cần phong bì mọi người ơi. Nói chung là không phải là giàu đâu, tại vì ở miền Bắc mình biết, mọi người biết rồi ấy. Có nghĩa là xây được cái nhà ấy, là có cái cả đời ấy. Có bao nhiêu tiền là dồn hết vào cái nhà. Còn vợ chồng của chị Nguyên thì anh ở dưới đầm. Có người họ hàng ấy, cho mượn đầm ở dưới đấy nuôi cá. Chứ còn bình thường bây giờ chị có ở đây đâu. Mẹ cả, mẹ đang tìm dép. Đi lên đi. Con phải để giày lại, con cầm dép lên. Hình như đôi giày cái em mua hay sao nhỉ? Ừ. Úi giời ơi. Tao bảo mỗi đôi để giày để đi Khiếp đi đi, hôm nào người ta mua cho đôi nữa. Quay nhà chị lên để cho nó ủng hộ mà. Đang bảo xem cơ ngơi thế nào thì tặng cái phong bì thế mà cơ ngơi to quá thì thôi. Đây. Đây. Đây gọi là nhà tổ, nhà anh tổ anh rể, họ đấy người tại giàu. Họ ngô nhà mình dị tao người nghèo mẹ nhỉ. Số này hỏi mẹ họ nhà mình có ai giàu không mà chưa thấy ai giàu. Hai dòng. Ui chị mẹ rau cải này ngon chưa? Chết sao chị bận vậy? Đáp cho cái điện thoại từ nãy rồi. Alo, cái dung bảo hôm nay làm được mua không? Cháu có, cháu à, sao cháu không? Hả? Cháu không. Hôm qua bận quá. Không mua cái gì nhỉ? Tại vì ra chùa làm cho bố, nhưng mà ngại không không. Bây giờ là mình đi xe máy mọi người ơi. Bây giờ là đi đến nhà chị Ngân. Gần thôi nhưng mà bảo đi xe máy cho tiện, đi chợ nữa không? Đi có mỗi tí thôi, không nhìn thấy cái gì sóng à? Mình về đây không bị gì hết, cứ đầu trần đi mọi người. Khó chịu á. Kiểu như là thời tiết nó nóng rồi, càng bị càng nóng. Thôi này là cứ đầu trần đen tí được. Về đây anh mà kiểu sao mày hẳn có mày đen thế.
ơi, bây giờ mình sẽ đến một nhà đây này, cho chồng xem. Nhà này thì là bố chồng của chị gái mình, cũng khó khăn lắm, có mỗi mình thôi, cho nên là mình cũng muốn có một cái chút quà nhỏ để biếu ông mọi người. Rồi, đi cùng mình. Tôi là cái bệnh thường mềm, nó không được. À, thế à? Thế cháu bảo sao? Cháu không mới về, nên chẳng có tí quà gì, cho là biếu ông một tí. À, vâng, đây. Ông ăn tháng rồi, chẳng có nhiều nhờ gì. Lần nào cháu đến đây, ông cũng nằm đây. Đấy, chỉ làm chứ không có làm. Thế nhà ông, TV nhỏ. Vâng. Mỗi mình buồn không nhỉ? Nhà có hai mình con. Yếu mình cứ ở đây mình. Thì ăn uống thế nào ông? Ăn uống toàn là cháo thôi. Bạn cháo rồi. Thì bún bánh không ăn mấy? Thì nhà không ăn cái cơm hoặc là cái bún rồi. Vâng. Mỗi một cột số sao ông đi thế này nào? Mũi đâu à? Mũi. Vâng, thì không làm cái cửa sổ nhỏ không nhỉ? Đằng sau nó là vườn, nên là nó mũi lắm. Vâng. Bên đây cháu bảo là có cái da này thôi là cháu, nhưng mà nhờ ông đưa cho đến cái da của cháu nhé. Nó ngại. Thực ra là có một đứa cháu nữa. Cháu con chị gái, cháu anh rể đấy. Nó cũng tội lắm mọi người, nó từ nhỏ nó đó kiểu như mắt mù không nhìn thấy, mẹ còn cái mặt nó như này. Đấy, nó đang tuổi 15, 16 tuổi bằng tuổi cháu mình, nhưng mà nó bé tí, rất là tội nghiệp. Bảo đến đây kiểu nó ngại, nó cũng thanh niên rồi, mắt nó không nhìn gì đâu, nhưng mà nó cực kỳ thông minh. Thế hôm nay mình bảo nhờ ông đưa cái phần quà này cho cháu nó luôn. Đây. Bếp nhà ông mọi người ơi. Quay gần nó đi con. Bếp có mở đâu ta? À đây. Ông sợ gió bay cho ông chống cái này. Bếp. Ôi dồi, bây giờ vẫn còn củi này mọi người ơi. Ở đây là không phải là vùng cao nhá, vùng đồng bằng đấy. Bếp đấy bây giờ chỉ để chứa giấy vụn thôi. Vâng, thế ông bán này à? Vâng. Đấy, giấy những cái bây giờ, thùng. Bây giờ nó thu mua rẻ lắm. Vâng. Có 10.000 yến. 10.000 một yến thì có 1.000 một cân thôi không? Ôi giỏi không? Thế 1.000 một cân giấy như thế này. 1.000 cân giấy đấy. Đây, ông tích cái này này. Cắt ra để cho nó gọn. Cho nó gọn, vâng. Để thùng nó lòng còng á. Vâng. Ngày xưa là vẫn còn bếp củi đây không nhỉ? Thế mà trước thì còn bếp củi. Vâng. Nhưng bây giờ bỏ là không luôn nữa. Vâng. Đấy. Nhà ông cũng ngồi vẫn mái ngói ông này. Vẫn còn mái ngói. Vẫn còn ngói. Không nhận. Đến bây giờ tôi bảo chị bảo giờ tôi già rồi mà ốm yếu ngật ngưỡng rồi tôi vâng. Thì mái ngói này. Vâng. Cái gì cơ ông này? Cái đấy là cái xúc à? Đậu bắp. Đậu bắp á? À, thế à? Mấy của chị Ngân chị Dòng ấy. Ủa, chị Ngân nhà cháu á? Giời ơi. Cái là đất của ông, nhưng mà chị Ngân thì ngóng chị trông lấy này. Cái củ đấy, cái quả đậu bắp thế bảo nó ăn tốt cho xương khớp. Thế á? Chị quay đây, chị chồng ấy á? Ừ. Em không tin. Dâu dùng hoa. Ôi giời ơi, đi làm giấy da suốt mà ông chồng cơ. Hành này. Ngân chồng nhá, Ngân chồng. Đây mình chồng nhá, hoa nhá. Ông không nói, em không tin chị chồng. Hoa này, hoa gì đây? Hoa này đẹp lắm. Ừ. Cái màu tím này đẹp nhỉ? Cái gì á chị ạ? Cái đèn tính như này. Mùng ấy, mùng ăn được hơn tí nữa. Ôi giời, hôm nào làm bữa cá riêu. Cái hoa mẫu đơn nhá. Đẹp lắm. Còn đây là nhà chị Ngân ở đây. Đây là nhà chị Ngân với anh rể, chị thứ ba. Còn đây là bố chồng của chị Ngân. Ở đằng ở sau vẫn còn đất nữa ông ơi. Đấy. Hồ bụi tre này. Lâu lắm em mới nhìn thấy bụi tre. Ngày xưa ở làng mình nhiều bụi tre ông nhỉ? Bây giờ người ta đọc hết, người ta phá thì bao nhiêu năm rồi? Phá hết không giếng này. Phá hết rồi. Ông mà cháu thử múc giếng có được không? Thử múc ra. Ôi giời ơi. Giếng bây giờ, múc mình giếng. Chỉ sử dụng giếng thôi. Cái giếng này thực sự là ngày xưa chưa có bể đấy, là người ta toán sử dụng cái giếng này thôi, nhưng mà lâu lắm rồi không thấy đâu. Đấy, múc lên như này sử dụng này. Giếng này tắm mát lắm. Vâng. Đấy. Ông một mình mà ông ấy gọn gàng nhỉ. Còn đây là nhà tắm không? Nhà tắm, tại vì ông cũng có mỗi mình ấy. Điều kiện khó khăn lại còn ốm đau nữa, cho nên là cũng không ấy. Tôi thì cứ trước là của thành phố thế. Vâng. Nó ra ngoài kia rồi. Giờ còn người tôi vâng. Sử dụng. Thế ông khó ăn uống rồi, nó béo nhỉ, gầy quá. Lần trước cháu về cho thấy ông cũng gầy. Lần này cũng gầy. Ông thấy người ta quay nhiều cỏ. quay nhiều cỏ. Đẹp nhé. Này là chua cái hay trống sao ấy. Còn đây là chỗ mình đóng hàng mọi người ơi. Cháu à, Chiến lên hình mấy lần rồi nhỉ? Đây Chiến đây. Ôi giời, Chiến dạo này là đệ tử đắc lực của thì ngoan đấy. Chịu khó về sớm xong vào đây đóng hàng có gì đóng đẹp vào nhá. Đây này, bọn thanh niên nó đóng đẹp rồi mọi người.
khi mà mọi người mua hàng nhà mình thì sẽ có cái này nhá. Đây này, cái giấy này. Ôi, che đi, nó có cái địa chỉ Ngoan Thực Phẩm Chức Năng, cái tem này là hàng của nhà mình đó. Mới mày về mái chơi với công việc của ông ấy cho nên là cũng bận rộn các thứ. Dung mới mở ra thì hôm nay vậy. Đây là cái hộp bổ não. Bổ não cái này tốt lắm. Cái sản phẩm mà bán chạy nhất nhà mình ấy, ai cũng thích rồi, dùng một lần cũng bảo là Ngoan ơi chị dùng cái này mình chỉ cảm thấy đỡ đau đầu rồi, nó tốt này. Cho nên là rất là nhiều cô chú anh chị là đã ưa chuộng cái sản phẩm này này. Cho nên là đang cố gắng. Đây, bóc ra để có dao cũng sợ nó có vết thương. Thế là lại tiếp tục là chịu khó cày cuốc kiếm tiền, chịu khó về Việt Nam xong rồi lại giúp đỡ ai được thì giúp. Đấy, nó đang bề đấy, toàn là cháu rồi, nhà mình không có nhân viên nào hết nha mọi người. Cháu con chị gái đấy. Khi mà mọi người mở cái này ra thì nó có tem các thứ này, bảo hành 62 viên, trước đây là chỉ có 60 thôi, người ta làm thêm hai cái này này. Hai cái viên. Đó, để ở đây. Mỗi ngày uống một viên nhá, bổ não rất là tốt luôn. Cho nên anh chị em cô chú nào mà quan tâm đến cái sản phẩm này thì nhắn cho mình nhé. Rồi đóng vào con này. Mở ra tay tiếng bắt trong nó đóng. Tiền định tốt lắm. Cái tiền định này thì không có ngòi bút nào để tả rồi. Nhờ có cái sản phẩm này mà bây giờ em khỏe này. Không bị say xe nhá. Đi đâu là từ Nam ra Bắc, từ Hàn về Việt là khỏe ơi là khỏe luôn. Cái này nó cũng là dạng tiền đình, thế mà nó tốt. Nó tốt hơn cái bổ não kia một tí, tại vì cái giá của nó đắt hơn ấy. Cũng may là ở Việt Nam mình có gia đình hỗ trợ cùng cho một bình. Thực sự là mình không làm được đâu mọi người, vất vả lắm. Tại vì cái này á, nhiều người cứ bảo là Ngoan tuyển đại lý các thứ, thế nhưng mà mình không. Không có đại lý thì chỉ có, nói chung là làm ít thì ăn ít. Mình là cứ muốn chắc chắn như thế đấy. Chứ còn cứ nói đại lý các thứ rằng ví dụ người ta lại ở đâu người ta lấy những cái sản phẩm khác nó rẻ hơn, xong người ta bán với cái giá giống của mình thì có phải là mà mình cũng mang tiếng này, bên người tiêu dùng thì cũng rất là tội luôn, tiền mất tật mang. Cho nên là nhà mình không có bán gì, chỉ bán cho những ai mà tin tưởng mình ấy thì mình bán thôi nha mọi người. Chắc là hôm video hôm nay thì mình xin dừng tại đây nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi, hy vọng là trong tương lai được mọi người ủng hộ nhiều hơn nữa để mình có thu nhập chịu khó về Việt Nam hơn, xong này giúp đỡ được những cái hoàn cảnh khó khăn là mình rất là mừng luôn. Thực sự là từ bé đến giờ chưa bao giờ nghĩ là mình có thể đi giúp được người khác, tại vì mình cũng là một cái gia đình rất là nghèo, cho nên là lần này giúp đỡ là rất là mừng luôn. Bà Ngân đi qua như một con gió. Rồi, hẹn tất cả mọi người vào những video tiếp theo. Chị Ngân này, bye bye.